Đây có cơm nguội, sáng mình chiên cơm với trứng này, với tép mỡ. Rồi mình cho trứng vào cơm nha các bạn. Cho trứng vào cơm nguội trước. Rồi mình đánh lên. Trứng với cơm vào. Cho miếng cà no vô các bạn. Rồi cho miếng tiêu luôn. Mình quậy lần nữa cho nó đều thấm gia vị thôi. Mình bắt chảo lên chiên. Rồi mình bắt chảo. Cho chảo nóng rồi mình cho mở vô nha các bạn. Nóng nóng rồi mình cho miếng hành vô xào nữa bạn. Rồi mình xin thơm cái mình có cây á mình ướp rồi. Tăng lên cho nó chín luôn. Xào cho thịt chín luôn nó thơm luôn với bỏ cơm vô. Thịt cũng chín rồi, thấy trái cặp rồi đó. Còn cho cơm vô nha. Cơm vô mình chiên. Chiên cho tới khô lắm các bạn. Cơm cũng gần khô các bạn. Mình đảo tiếp. Đảo cho nó khô luôn. Chiên cũng sắp chín rồi. Mình mắm rồi.